Đối thoại. Cô Thánh Catarina Siena. Tiểu sử Thánh Catarina Siena. Thánh Catarina, tên gọi trong gia đình là Caterina di Giacomo di Meninscaza, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1347 tại thành Siena, nước Ý. Thánh nữ là con thứ 24 trong 25 anh chị em. Nhưng người em sinh đôi mất vào năm 1363, nên Caterina trở thành con út trong gia đình, một gia đình nghèo khó nhưng đạo đức. Thân phụ của thánh nữ là ông Jacobe Beninscaza, hội viên dòng ba Phan Sinh, làm nghề thợ nhuộm. Thân mẫu là bà Lapa Piacenti, con của một thi sĩ nổi tiếng. Hai ông bà sinh hạ được 25 người con. Caterina sinh ra với thân xác yếu ớt. Từ thuở bé, Caterina đã được học giáo lý và biết đọc kinh Mân Côi cách súc sắng. Thỉnh thoảng bé Caterina quỳ gối leo từng bậc thang trong nhà để lần chuỗi. Hồi lên 6, một hôm đang cùng anh Stefano đi bộ trên đường từ nhà anh về nhà cha mẹ, Caterina nhìn lên bầu trời hướng về nhà thờ Thánh Đa Minh, được nhìn thấy một cảnh tượng làm thay đổi cả cuộc đời. Caterina nhìn thấy Chúa Giêsu, y phục như Đức Giáo Hoàng, áo viền kim tuyến, đội vương miện rực rỡ. Chúa ngự trên ngai vàng, bên cạnh có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan chép sử. Chúa Giêsu không nhìn các vị đó, mà lại đưa mắt nhìn Caterina cách rất âu yếm và mỉm cười. Caterina đứng sững sờ nhìn. Chúa Giêsu tiến lại gần Caterina, làm dấu thánh giá trên em và ban phép lành. Em ngây ngất nhìn ngắm Chúa, như không cảm thấy sự gì bên ngoài nữa, nhưng cảm nhận tình mến yêu Chúa đầy ắp linh hồn, với một niềm hoan hỷ chưa từng cảm nhận bao giờ. Cuộc gặp gỡ nhiệm màu khiến Caterina ước ao sống đời hiến dâng và cầu nguyện. Trong thời gian này, Caterina chỉ bạn bè với các trẻ em cùng lứa tuổi, chia sẻ với chúng cách cầu nguyện và học giáo lý. Khi lên 7, Caterina được Đức Maria cùng với Chúa Giêsu hiện ra. Caterina đã hiến dâng cuộc đời trinh trắng của mình cho Chúa Giêsu qua bàn tay Đức Mẹ. Caterina lên 12 tuổi, thân phụ muốn con mình kết hôn, lập gia đình, nên bắt con ăn mặc sang trọng, uống tóc làm đẹp. Để làm vui lòng cha, Caterina đã vâng theo. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nàng trở lại đời sống khổ hạnh và quyết tâm sống độc thân. Để tỏ lòng quyết tâm, Caterina đã tự cắt bỏ mái tóc nâu vàng xinh đẹp của mình. Vì nhất định muốn con mình đổi ý, nên ông Jacobe Beninscaza đã bắt Caterina làm mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Trong 2 năm ròng rã này, Thiên Chúa đã dạy Caterina tự tạo trong linh hồn mình một căn phòng của bình an mà không ai có thể quấy phá được. Sau cùng, vì thấy không thể lay chuyển ý định của con, nên thân phụ đã để Caterina sống theo thánh ý Chúa. Như vậy, Caterina đã làm tròn cả 2 bổn phận: bổn phận làm con cha mẹ và bổn phận làm con Thiên Chúa. Năm lên 16, bắt đầu tuổi xuân xanh trẻ đẹp,
Katharina đã lâm một cơn bệnh nặng. Sau khi bình phục, nàng đã nài xin cha cho phép gia nhập dòng ba Đa Minh. Cũng nên biết, Thánh Đa Minh thành lập một dòng tu gồm ba ngành, và ba ngành cùng hiệp thông. Dòng nhất gồm các linh mục tu sĩ chuyên chăm giảng thuyết, đó là những chiến sĩ đức tin và ánh sáng thế gian, được thành lập năm 1216. Dòng nhì là dòng kín, gồm các nữ tu sống chiêm niệm lời Chúa, thành lập từ năm 1206. Dòng ba gồm các tông đồ giáo dân, thành hình năm 1220, thành lập năm 1286. Thuộc dòng ba Đa Minh, ngoài Thánh Katharina còn có nhiều vị thánh và nhiều giáo hoàng. Đức Leo thứ 13, Đức Pio thứ 12. Mục đích của dòng Đa Minh là chiêm niệm và hoạt động tông đồ, thánh hóa bản thân và cứu vớt các linh hồn. Sau khi chính thức lãnh nhận áo dòng ba Đa Minh hồi 17 tuổi, Katharina đã tiến bộ mau lẹ trên con đường nên thánh. Thấm nhuần tinh thần dòng Đa Minh, tự giam mình trong một căn phòng nhỏ, sống hãm mình, ăn chay và cầu nguyện, kỹ ra khỏi nhà để đi dự lễ hàng ngày. Năm 20 tuổi, Katharina có cuộc thành hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu qua bàn tay của Đức Mẹ, nhận chiếc nhẫn thiêng liêng trên tay mình, và chỉ mình nàng nhìn thấy được. Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, từ đây cũng như trước đó, theo sự hướng dẫn của cha linh hướng Raimondo Capua, Katharina phục vụ mọi người chung quanh, nhất là những người bệnh tật già yếu, những người nghèo khổ và những kẻ bị tù đầy. Trong thời gian này, Katharina thường thăm viếng Andrea, một bệnh nhân rất khó tính, nóng nảy và miệng lưỡi thô tục. Mỗi khi đến chăm sóc cho y là mỗi lần nàng nhận lấy những tràng chửi rủa và mỉa mai. Vì muốn đưa Andrea về với Chúa, nên Katharina đã dâng mọi hy sinh cho Chúa, không một lời than trách chống lại. Sau một thời gian, bệnh tình của Andrea trở nên trầm trọng. Y thay đổi tính tình, tỏ ý muốn trở về với Chúa. Hôm đó, khi chăm sóc vết thương ung thư trên ngực của Andrea, mở băng ra thì mùi hôi thối xông lên. Katharina đã giật nảy mình và muốn ói mửa. Katharina đã hối hận vì hành động quá tự nhiên, nghịch với ý chí yêu thương và phục vụ của mình. Nàng sợ đã vô tình làm Andrea buồn lòng. Bởi vậy, sau khi đã rửa sạch vết thương của y trong một cái chậu, nàng đã uống thứ nước đầy máu mủ đó. Katharina đã kể lại với cha linh hướng Raimondo rằng: "Từ khi sinh ra, con chưa bao giờ ăn hay uống thứ gì ngọt ngào và ngon lành như thế." Cũng đêm ấy, trong khi Katharina đang cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hiện ra và khen thưởng nàng vì đã để đức bác ái chiến thắng những phản ứng tự nhiên của mình. Rồi Chúa Giêsu biểu Katharina kề miệng vào để uống từng vết thương nơi cạnh sườn ngài. Chúa nói: "Con yêu dấu, hãy uống từ cạnh sườn thầy. Nhờ đó linh hồn và thân xác con sẽ được vui mừng hân hoan. Bởi con đã từ bỏ mình vì thầy, con sẽ được tràn ngập sự trọn lành." Cha linh hướng Raimondo cũng là người viết tiểu sử Katharina,
đã coi đây là một sự kiện phi thường, là tột đỉnh đời sống của một tâm hồn anh hùng. Cha còn cho biết, từ khi Katerina được uống từ vết thương cảnh sườn đến cứu thế, linh hồn nàng tràn ngập ân sủng và tràn ra cả ngoài thân xác. Bởi vì thân xác Katerina gần như không cần đến lương thực đời này nữa. Trong thời gian ăn chay 40 đêm ngày, nàng chỉ uống nước lã và rước thánh thể, cầu nguyện và làm việc tông đồ. Có một lần ma quỷ hiện ra dưới hình người ghê tởm để cám dỗ Katerina, một sự cám dỗ thô bỉ chưa từng bao giờ xảy ra cho nàng. Katerina cảm thấy mình trải qua một sự cô đơn đau khổ nhất đời và thấy như Thiên Chúa bỏ rơi mình. Nàng đã kêu lên: "Ôi lạy Chúa, Chúa ở đâu khi tâm hồn con quá đau đớn và buồn bực vì sự cám dỗ ghê tởm và tồi tệ đó?" Chúa đã hiện ra và nói: "Con yêu dấu, Cha vẫn ngự trong linh hồn con, thêm sức cho con bằng ân sủng của Cha." Bởi vì nếu Thiên Chúa không ở trong tâm hồn Katerina thì linh hồn đã trống vắng và tên ác quỷ đã chiếm ngự nơi đó rồi. Sự xấu xa kinh tởm của ma quỷ đã được Katerina lặp lại trong cuốn đối thoại. Nàng viết: "Thà con bước đi trên đống lửa cho đến ngày phán xét chung, chẳng thà nhìn thấy tên quỷ ghê tởm đó một lần nữa." Ngoài những lần Chúa hiện ra như thế và ngoài công việc bác ái xã hội, Katerina là một thiếu nữ đơn sơ chất phác, được Chúa cho làm nhiều dấu lạ như chữa lành bệnh nhân trong thời gian ôn dịch lây lan khắp Bắc Ý. Ngoài ra, lịch sử còn nói cho biết, tuy là một thiếu nữ vốn yếu đuối và ít học, vậy mà Thiên Chúa đã dùng Katerina làm người giảng hòa giữa nhiều tiểu vương và nhiều thành trì của nước Ý, cũng như đã thuyết phục và lo đưa Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 cùng toàn bộ giáo triều từ Avignon về lại Roma, chấm dứt cuộc lưu đày 67 năm. Được đặt vào ban cố vấn giáo triều, Katerina nhiều lần thúc giục Đức Urbano thứ 6 khẩn cấp cải cách hàng giáo sĩ và tu sĩ. Theo một bức thư của nữ cố vấn này, Đức Thánh Cha ban nhiều sắc lệnh cải cách hàng giáo sĩ và giáo phẩm. Một việc khác đáng ghi nhớ trong cuộc đời Thánh Katerina là trong 2 năm cuối đời, năm 1377 đến năm 1378, nàng đã viết một cuốn sách rất thời danh trong giáo hội, nhan đề là Đối thoại. Sự thật, Katerina đã không viết một chữ nào. Nội dung, tất cả mọi lời trong cuốn sách đều là của Thiên Chúa Cha đã nói với người, người con rất yêu dấu của Ngài là Katerina. Người ta có thể đọc được trong sách này những tri thức sâu sắc. Trong sách tuyên thánh Katerina, năm 1461, Đức Pio thứ 2 đã khẳng định rằng giáo lý của thánh nữ là giáo lý được Chúa phú bẩm, không do học hỏi mà có. Thánh nữ là một vị tôn sư. Các tiến sĩ, các giám mục đã đặt cho thánh nữ những câu hỏi khó khăn nhất về thần học và đã nhận được những câu trả lời rất thỏa đáng. Ngoài ra, giáo hội còn giữ lại 381 bức thư Katerina đã gửi Đức Giáo Hoàng, nhiều hồng y, giám mục, nhiều nhà cầm quyền, nhiều chính trị gia, các cha linh hướng, nhiều huynh đoàn và môn đệ. Trong những năm cuối đời, từ năm 1375, tại một nhà thờ ở Pisa, Katerina được in 5 dấu cách kính nhiệm.
Caterina qua đời ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 1380, mới 33 tuổi đời, cùng tuổi với Chúa Giêsu tắt thở trên thánh giá. Ngay sau khi qua đời, năm dấu hiện ra rõ ràng cho mọi người xem thấy. Đức Giáo hoàng Pio II đã ghi tên Caterina Siena vào sổ bộ các thánh năm 1461. Năm 1861, Đức Pio thứ 9 tôn phong thánh nữ làm bổn mạng thứ hai của thành Roma sau thánh Phêrô tông đồ. Thời Đức Pio 12, thánh nữ được đặt làm bổn mạng của giáo hội nước Ý cùng với thánh Phan Sinh thành Assisi. Và năm 1970, Đức Phaolô thứ 6 đã tôn phong thánh nữ lên bậc tiến sĩ hội thánh, biệt hiệu tiến sĩ tình yêu. Người đã được Thiên Chúa dạy và ban trí thông minh, với lòng sốt mến như thiên thần Seraphim, nên cũng có biệt hiệu là Virgo Seraphica, người trinh nữ Seraphim. Lễ kính thánh Caterina hàng năm vào ngày 29 tháng 4.